chờ cái anh ấy vô rồi anh trao tiền cho anh thấy rồi thôi à, anh nói với anh nữa. Alo cả nhà. Alo Hồng Nhân, Hoàng Nhân. Hello, hello cả nhà. Chẳng tôi nghĩ mình đi ra nè, mà ba tháng lên chơi liên tục hoài. Cũng đắt cũng than, tụng ế cũng than, sống đời nổi với ông không? Đắt cũng than, ế cũng than, không tiền cũng khóc, không tiền cũng la. Thần hô là trời. Không biết sao mà cho tội nguyện ông nữa. Xấu trời xấu Phật kìa. Bữa nay không có miếng nước uống rượu. Tụng đắc cũng than mệt. Tụng ế thì ghen như ma vậy. Mà tôi nói cho ông nghe này, còn ông suy nghĩ kỹ đi. Quần chi mà cái 28 như vậy? Thì ta có tiền, ta quần, bộ quần lại không tốn tiền hả cha? Quần lại rồi mắc đãi khách này nọ có mấy ngày đó, bộ ít tiền hả? Thì nữa ông đi mở cái mã đám đó. Nè nhận tiền rồi cảm ơn cái anh đó giùm tôi một cái nha. Anh gửi 200 á. Đây 200. Không. Gì vậy cha? Cảm ơn cái anh đó một cái đi nè, anh đang coi nè. Cảm ơn ảnh tên gì không? Rồi coi ngày hôm qua cái gì ta? Cái gì tên gì ngộ lắm. Ở trong cái qua mình nghe đó. Tài khoản thì tên khác mà ở trong TikTok là tên khác. Thì cảm ơn ảnh là được rồi. Cảm ơn anh nhiều. Ừ. Cầu chúc sức khỏe đầy đủ. Ừ. Hôm qua nhớ anh tên gì á cha Toàn. Cái tên ở trong nít đó là kỳ lắm. Cái tên trong nít là tên gì nè Tài? Thích cô đơn cái gì á biết đâu. Đâu phải. Tên đẹp lắm anh Toàn không? Ở trong nít tên đâu mà đẹp. Không nhớ lại đi. Tôi đem về cái này rồi tôi ra. Tôi tắm rồi là tôi khỏe, tôi đi chuyện nha, tôi về cũng được. Mà nàng ấy nó hút nước không chứ. Có tiền xong đó là... Có tiền xong thì nói chuyện vui vẻ lắm, không có tiền là buồn á. Bà đang vô trong, bà tắt nước rồi. Có người ta cho tiền bà vui lắm, còn không có cho tiền cái mặt bà chầm dầm mà. Cái chị Tài á, ngữ á gì đó. Chị nói vậy chứ ta đi học quay đám cưới mà kêu không khéo. Học hết khóa quay đám cưới mà không khéo mới lạ. Xuống nhà này vừa rồi đó, nó chịu chứ chịu. Nà còn miếng nước. Ông thầy thì dễ lắm, muốn kêu bả muốn kêu thầy. Thầy ông biết được. Tùy mấy bạn thôi à. Ổng dễ chịu lắm. Tới chừng ông khùng lên cũng chết. Tới chừng ông khùng lên chữ tán tốt luôn. Ừ. Thiệt. Ai muốn kêu sao kêu. Mà lúc ổng buồn bực là bắt đầu ổng táp liền đó. Ổng nổi á. Sáng giờ ho. Cái mình lợi ổng cũng muốn câu mâu với mình nữa. Phải ho nó mệt quá. Không phải chi tụi nó không nghe. Nè cái nó không thấy nè có đợi không? Có, đưa đây. Gì cha?
Tôi sợ gắn. Cố gắng gì đâu, chồng đâu đổi thử cho khán giả coi ông nội đẹp không? Có cái hình bông sen, có hình bông sen luôn á. Được không? Cái này nó nhỏ nó gọn hơn cái kia nè, cái ông đội dày quá. Cái này nó mỏng nè đúng không? Ừ. Có hình bông sen luôn đó, giống như địa tạng vậy đó. Mua ở đâu vậy Phúc? Có Phúc còn. Ở trong chuyện gấu Phong cắt ra nó kêu đem là tặng cho mày Thận đi. Không á hả? Ừ. Tội nghiệp quá, nó gửi lời cảm ơn. Ừ. Ừ. Giống như được ông địa tạng vậy đó. Cáo này, cái gì à, cáo này đi đến mà bảo trứng á. Ừ. Nội cái này không cũng được. Chịu phải không? Phải màu vàng. Nói vậy toàn nghe ẩm nói gì mà tôi không chịu nè. Thôi chết thì cho hay giờ liệm gì thì không. Đã nói về Phật giáo hòa hảo, mượn thô băng để cầu nguyện. Không biết suy nghĩ sao xuống đây dưới. Bộ máy, ông có máy thô băng sao? Không, xuống tù. Ủa tự nhiên nó không ấy rồi sao xuống nước chi? Ừ. Rồi ông nghĩ sao? Tôi muốn nước lắm á. Ổng giấc trưa, đồ là ổng vô nhà, ổng nằm mình. Nhưng mà tối về là ổng ngủ với mấy bà chị, với mấy mẹ, với bà mẹ. Phải rồi. Tối ổng không có dám ở trong này, ổng bị ma hãm lần, ổng đâu có dám ở trong này nữa đâu. Ổng bị ma vú dài đè cho bú bụng một xong giờ hết dám hết dám ngủ trong nhà một mình. Toàn ngày qua sau lúc đi diễn hành ở ngoài đường á, tôi không gặp ông. Ông với ông ngồi trong xe tải sao quay được cha? Ờ vậy hả? Ờ, ổng trung thực lắm. Ổng nói dốc bà cố luôn, nói trung thực. Ổng ngày hôm qua ổng tự thú luôn đó. Ổng nói trong mấy cái năm cái giới cấm đó là ổng chỉ có cái giọng ngữ. Còn mấy cái kia là ổng ok hết. Vậy chứ vậy tôi nói ờ. Còn cái dâm dục nữa chị ba. Ba lên ba gặp chồng ba chở nó ba lạng còn hơn là con bướm lượn nữa. Người ta lạng mà người ta đâu có dám làm gì đâu. Ờ. Thích thì lạng vậy thôi phải không? Chứ không có dám làm gì chứ phải không? Không. Có con có con ma sáu múi được không? Ông sợ ma dữ lắm quý vị ơi. Đi tụng kinh chứ sợ ma dữ lắm. Vì mà gặp người chết không sợ, liệm bọng đồ không sợ. Không, mẹ đâu có tu là mấy chục năm mà ông nói cũng chơi quá. Rồi, mà ma thì sợ. Ma bữa đứng đây nè. Đứng có nói chuyện gì không? Không. Màu trắng hay màu đen? Bằng cái màu trắng mà cái đầu chằn chằn. Đầu bự lắm ha. Ừ. Đứng ở trong hay đứng ngoài? Đây nè, ngoài dùm vô, lúc đó chưa có cái màn này. Ừ, là thấy mặc bộ đồ trắng, cái đầu chằn chằn luôn. Giờ thấy con lặng đó đó hả? Tôi sợ luôn. Là không dám ngủ luôn đêm luôn, là ban đêm cũng ở đây có mình đúng không? Là gặp đúng không? Ừ đúng là ở cũng kia. Ở đây giờ đâu có gì đâu. Rồi gặp gì rồi chạy về liền luôn hả? Quán hồn đóng cửa đi vô. Cái công nhận, gan nó sợ. Sao không đứng đi lộn với nó ngồi? Thôi đi bà. Cái anh cho tiền ngày hôm qua anh đâu mất tiêu rồi vô đây cảm ơn không coi đâu mất tiêu không thấy ông vô luôn rồi. Cái tên nít ổng ngộ lắm. Ờ kêu anh Hoàng ngủ với thầy đi. Là ông thầy cũng đừng sợ ma. Cái chỗ hôm qua đúng là khó đi thì có thầy gì mà cao nhọng ở trên. À tôi hỏi với ông rồi. Sao mà ta không xây cho bự bự ra chút ha. À. Cái nền quá nhỏ. Ừ. Cái nền nhỏ gặp con cháu đông nữa. Quá trời cả đông con cháu luôn. Tới ông Thận không có một người. Không biết chăng có để tang cho ông không. Ăn nỉ nó đi. Nói nào tao chết mày để tan tao mày chăng? Không bây giờ tao bóp cổ mày nè. Bào. Mày sao vậy? Ông đưa mấy chai thuốc chăng có nói gì không? Cảm ơn ông.
sức qua vợ. Dạ, mẹ nó lấy chai rồi gỡ đi rồi, hiểu không? Ừ. Đâu nó hoàn thành chuyện mạng mẹ chứ rồi. Cái thuốc đó nhất với bú hay lắm đó, bà của Linh ông sức bú là hết luôn á. Vậy hả? Ừ. Hết không có còn hết á. Hết. Cảm ơn Da Gà vừa follow. Nhận quà cái anh đó anh cho tiền mà ông thầy ông tưởng đâu không có bạn ơi. Ông tưởng nó nói khờ. Bây giờ nhận được tiền rồi mới an lòng đó. Ông mới sao vô duyên quá. Ai mà củi lại nói không cho tôi biết thôi. Chuyện rồi lâm ba lâm. Nhận quà có cái ông nội kia ông nói ông chuyển có chuyển đâu. Ừ. Nói khờ vô khờ. Ừ. Ừ. Rồi cái anh đó là anh chuyển 100 xong anh chuyển thêm 100 nữa là 200 nữa. Chuyển ở đâu về số sòn? Người ta bắn tài khoản á. Ừ. Ở An Giang bạn ơi. Sư cô mẹ anh Quang ơi. Cái anh cho tiền hôm qua đâu mất tiêu rồi, anh không có vô. Hello chị Mỹ Lan, hello Nguyễn An. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào phải do mình. Tất cả là duyên số nên tình đành phải dở dàng. Ông thầy có vợ con gì không anh? Trời ơi, sao hỏi cái này hoài trời, ông không có vợ, ông còn chinh nó trời ơi. Chừng nào ông lên xe gồng thôi chứ không có lên xe bông, hỏi hoài. Hồi nãy giờ ông có ngủ chưa chưa ông thầy? Ho không có ngủ gì. Ho ngủ không có được bạn ơi. Đúng rồi em Phúc Toàn rồi chị. Sao thầy buồn vậy sư cô? Ho không chết rồi vui gì. Nó ngứa cổ quá à. Bây giờ mấy đứa muốn sư cô vui thì chuyển khoản sư cô sẽ cười té tét. Chào ô là trời, đừng ho mà gì á. Sư cô chỉ thích tiền thôi mấy đứa ơi. Không có tiền là sư cô tam sầu bạch sắc. Sao lâu lâu nó ho đi nghe Phúc Toàn. Xem mặt Phúc Toàn được không? Trời ơi, đêm nào tôi cũng hát đó, không coi đi, bây giờ đòi có mặt tôi nữa trời. Ho vậy sao chăm trà được thầy? Mới đi đâu á. Hồi lúc trước á, hồi năm mà 2009 á, em có đi hát tới năm 2013 đó, bà già bá mắt. Ấy lộn 2010 á. Bà già bá mắt xong cái em về em nghỉ hát luôn rồi. Vậy sư cô có thích chuyển khoản hả? Đúng rồi, cô thích chuyển khoản lắm. Miệng đi cô cũng kinh mà cứ lo sợ người ta không trả tiền. Ngon vậy đó. Đám nào mà định lâu quá, sư cô tốn nhiều là sư cô sợ chủ nhà đưa ít tiền. Sư cô gầu lắm mấy đứa.
Đi tung mình đâu có nói giá trước, người ta đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Có nhiều khi tụng 3-4 ngày mà người ta đưa có 50. Sư cô về ấm ức ngủ không được luôn. Mua thuốc cho thầy uống đi Phúc Toàn. Hạn linh kề, linh kề một xa. Ông thích nhất là gì thầy? Thích nhất cái gì vậy? Tiền. Cái đó là dĩ nhiên. Ước mơ của thầy là có được nhiều tiền. Thầy muốn làm gì? Thầy muốn đếm tiền. Nguyện vọng của thầy là gì? Ngủ trên đống tiền. Hiện giờ thầy không có tiền. Ông không thích cạo đầu bạn ơi. Bạn kêu cạo đầu không? Nó nói ba lông nữa vậy. Ông không có biết hát cả lương cả bồng gì đâu. Ông chỉ nghe thôi. Hồi sáng giờ ông có đi chích thuốc, ông có uống thuốc gì chưa thầy? Có, còn chưa xong. Đó, cũng còn cho ho. Vậy là có thuốc ho rồi hả? Có. Sao người ta đưa thuốc ngủ hay thuốc còn? Thì thuốc ho với thuốc nhức răng nó hay có thuốc ngủ của chồng á. Ổng là chỉ phái tiền nè, quần áo nè, tranh ảnh nè, tượng nè, nón nè. Cái gì đẹp là phái giống như nít vậy đó quý vị ơi. Có xô nha bạn. Người ta kêu liệm ổng hồi xô người ta nữa kìa. Mà hút nó ra không còn. Nó không đau gì đâu. Tự nhiên cái cậu giấu cái bị đi luôn. Ở ngoài nhà tiền hay ở trong còn. Ai? Má không tiện. Ai biết đâu. Là ba của tiện hả? Má tiện á. Không. Bà hút gì mà ổng chết rồi đó. Ừ. Chồng bà đó, giờ cái bà đó. Là ông kẹt cái đám gì mà không nhận cái đám đó? Kẹt cái đám 3 giờ. Giờ người ta kêu liệm mấy giờ? 3 giờ người ta chứ. Ừ. Rồi ở chỗ nó thì 4 giờ. Sao giờ đi kịp. Rồi là chờ cái nắp hàng nữa sao được. Bạn ơi, tại vì người ta kêu tụng mà không chịu trả tiền nên ông thầy ông buồn. Chứ có cái vụ gì đâu. Người ta kêu tụng nhiều cũng la, tụng ít thì ghen như ma.
Ai làm vừa bụng được ông thầy. Ông thầy các bạn, không phải sư cô đâu, tại kêu sư cô vậy đó, chứ ông là ông thầy. Súng ống đàng hoàng mà sư cô ở đâu không biết nữa. Mấy bạn thấy sư cô cao gáo không? Cao nhồng nhồng luôn đó. 1m66. Không, mình không có ngủ trưa bạn ơi, có ông thầy Thuận ổng sướng không ngủ trưa. Mình tối ngày công chuyện làm không hết nữa, lấy đâu ngủ trưa. Đang ở nhà mà chăm trà gì trời ơi. Ổng đâu có uống rượu uống thuốc đâu mà nhìn xị vậy. Đúng rồi, ổng y gan sư cô luôn á. Ổng tới hai biệt danh tặng. Người người ta biết thì người ta kêu khầy thuận. Còn người ta không biết thì người ta kêu bằng sư cô nha măng. Thôi bạn ơi, ai thích ổng cho chứ mình xin không được đâu bạn ơi. Đúng rồi, hai pháp danh, ai muốn kêu cô, ai muốn kêu thầy. Trai đẹp mà kêu sư cô cũng khoái lắm. Còn gái già mà kêu sư cô cũng chữ tán cốt luôn. Bánh bèo mà lỡ rước là cái mặt một đống vậy đó. Còn trai trẻ mà lỡ rước thì là cái mặt tư rồi gối. Ổng mà khóc cho ham. Ổng mà nào giờ như không biết khóc luôn. Chiều trúng số tại chợ thầy Hàm Gân. Trời ơi trời, đợi trúng số chắc kiếp sau luôn quá. Sơn ca ơi Thuận nằm đây, gói chỗ tim này. Chiều nay 3 giờ đi tùng. Ho bức cướp quá. Có gì bức cướp bằng ho không nội? Không có ngủ nghe gì được luôn á. Trước đi về ngoại hỏi chăng nó bức ho không gì nữa không? Ngoại lúc nào mấy bà không có phòng thuốc. Mình mắc tụng đám vậy rồi cái người khác kêu nữa thấy tiếc hả thầy, đi không được á uổng. Đúng rồi. Bỏ. Này tôi nói ông nghe không phải là uổng, tại không có hợp đồng giờ sao biết được. Mà nó trùng nhặt gì không đó ông nội. Tôi là ông làm sao đây? Tới hồi không có nghỉ 3-4 ngày, tới hồi có thì trùng vậy đó. Tiếc hùi hụi luôn, ngày nào mà ổng tụng ngày đó ăn cơm không ngon luôn quý vị. Bữa nào mà ai mà kêu mà trùng đám rồi cái ông tam sầu bạch sát vậy đó. Ông nói phải có vợ 2-3 đứa con, cái lòi ra thêm 2-3 thằng Thuận nữa cho nó đi tụng.
Có bạn ơi, tùy gia đình ta cho như người ta cho, mình không có nói giá. Ta kêu ông Cừ cái ta chụp hình làm kỷ niệm cơ ông thầy. Công nhận nét đẹp, nét đẹp lồng lộn luôn á trời. Ông thầy ở An Giang bạn ơi, hỏi hoài ta. Ông thầy ở An Giang. Nơi mà mấy bạn nói là dân An Giang đó, dân tâm linh đó. Giờ mấy người ở An Giang múa đồng múa bóng quá, giờ dân An Giang bị mang tiếng luôn rồi. Bây giờ ai múa đồng múa bóng cũng nói dân An Giang không. Mấy cái bà mà nhảy tựng 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 đó là sao thầy, em giải thích nghe coi. Em biết đâu trời, chứ không biết đâu. Người ta có căn có cốt gì đó hả? Ừ. Chứ đừng không sao được. Sao tôi thấy cũng nhầm bà nhảy khơ không ông nội ơi, muốn nhảy nhảy chứ có căn cốt gì. Ai biết đâu cả. Bốn mươi tuổi chưa thấy thầy trẻ quá, kha kha. Ổng 60 rồi. 60 nguyên rồi đó. 40 cái đâu mà 40 trời. Tại có áp á. Không áp ổng già lắm chứ tại có áp nhìn thấy ổng trẻ vậy đó. Đây nè, tắt áp nè. Nói thấy không? Để áp á thì giống như chai 40 vậy đó. Còn mở áp lên rồi là chai 60. Đi về mã kiếm thuốc âu còn hâu á. Mấy em gà có tiệm có liệm ai ho lao không nội? Không. Coi chừng bị lây người bệnh. Ừ. Mơ có quẩn không? Chị ngày mơ giờ này xuống có không ông xuống cho xuống sớm mà giờ này xuống cái buồn ngủ không? Ừ, nhiều khi nó buồn ngủ. Vậy là về cho ông ngủ đúng không? Phải rồi, buồn ngủ. Rồi ngủ đi cha ơi, đi về. Vì chẳng có làm gì không? Không, về chẳng đi quánh lộn. Cảm ơn chị mới tặng quà cho ông Khầy. Tặng gì xuống rồi? Bạn bông hồng. Dạ. Yeah. Thầy còn tụng đám không anh? Ta hỏi thầy còn tụng đám không cơ? Không còn không. Nghề của ổng không tụng đám, đói luôn. Mai 11 giờ xuống, ông vua xuống trễ. Xuống trễ là ngay giờ ngủ đúng không? Ừ. Ông ngủ là 2 giờ hả? Ừ, đúng rồi. Rồi ngủ đi, tôi quay chút tôi về cho. Nằm xuống ngủ đi. Biết sao không biết không? Ho quá, tự nhiên nó mệt. Mà ho là như cũng ngủ đâu được đâu. Thì cũng nằm chút đi thôi. Đó. Thầy ở An Giang mà ơi. Ủa
Hỏi thầy có qua nước ngoài tụng đám không kìa? À, đi làm gì? Người ta bảo lãnh ông đi không? Đây. Bảo lãnh mà anh không biết tiếng Anh, tiếng U gì mắc kẹt bà anh luôn báo nữa. Ngày hôm qua ông đâu ho đâu quý vị, bữa nay bị ho biết đâu à. Sáu chục bạn ơi. Không, bữa nay không có đi mở cửa mã bạn ơi. Người ta kêu nấu lá bình bát uống là hết ho. Đi về ngoài kia mới đứng làm đây. Giờ này có đứa nào ngoài đâu làm nội. Giờ là ổng đang buồn ngủ rồi quý vị ơi, mà ho ngủ không được rồi. Bây giờ nè, nói thiệt coi là ông buồn ngủ hay là ông muốn đi về ngoại? Ông buồn ngủ chứ không phải đi về, sao mà ưa nói không có đúng vậy trời? Đó, xách mấy cái đồ dơ đi về ngoại cho nó giặt. Chiều mới xách chứ giờ này ông ngủ đó, rồi. Trời, về giặt. Đi về nè. Tới 3 giờ người ta đi đám rồi. Quay thầy đi về coi. Dạ. Kiểm việc ta. Kiểm gì? Gắn cái đầu mà gắn. Đi vô lấy đồ đi cha. Ba nè thẳng hết trời. Rồi kêu kêu ai đi mua thuốc? Kêu bà chị ba hả? Không uống thuốc là tụng không được luôn đó. Thiệt đó. Đang tụng mà ho hoài sao tụng? Rồi không lấy quần áo dơ hả? Có nè. Đang ho là tụng không bao giờ được. Tụng được. Cái gì vậy trời? Gắn gít ở đâu mà giật 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 quậy trời. Tụng được, điều một cái nó ho. Vì ngoại sinh bị nóng uống thì cũng còn à. Đây. Đòi nóng lá lên. Ừ. Để thôi nắng đen nữa. Sinh bị nóng lên. Đang trắng như ngọc trinh mà không dưỡng da, đen uổng lắm. Cái nón gì? Để anh võng hay gì đó. Mậu không? Người ta quyết cái này nắng chiều 3 giờ. Đội nó mới. Chiều 3 giờ đậu cái này, còn cái này để đi nghe cũng còn được không? Được. Ê cái đó đâu có dơ đâu mà ông máng chị, mắc à. Không cái này nè, cái mới nè. Vậy hả? Ừ. Thôi đem vô luôn. Ổng phái quần áo lắm quý vị ơi. Ai mà cho đồ ổng mặc ổng mừng dữ lắm. Con cũng còn cái này cái bút xem mấy không? Ừ, giống như là ông địa. Cái đó giống địa địa tạng vậy đó. Ờ. Thấy không? Ừ. Thiệt. Địa tạng đó. Chuyện này mấy người rồi đám mấy người ta nói. Trời ơi. Ông kiểm chơi toàn bộ tụng đám bển hả? Hả? Tụng đám gì bển?
Nhà ông điểm má ông mất lắm. Ủa làm đám ở trong tiền luôn sao? Đó, nhà của má cũng trong. Trong nữa hả? Là nhà, má ruột. Nhà ông á. Má ruột của ông luôn hả? Ừ. Nhà ông á 8 mấy tỷ. Ông bị đầu gió cái chết luôn ông. Giờ bây giờ mà mưa nắng thất thường. Chị mất liên lạc luôn rồi bạn ơi. Bà dặn bà dặn ông thầy Thuận cái gì bà không có điện luôn rồi. Ờ đúng rồi. Cũng nghe các bạn. Bà cắt cái nhà xong rồi bà bỏ ông thầy Thuận bơ dơ luôn rồi. Bỏ gì? Chị ruột mình đó. Nó ông nói tướng đi ông dịu dàng lắm đó, đừng tưởng bở. Đi đi cha. Cảm ơn bạn, chúc thầy. Con chó chạy đâu trời. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Bye bye.